tháp Babel. Khi dân chúng di cư về phía đông, họ gặp một đồng bằng tại Babylon và định cư tại đó. Mọi người nói chung một thứ tiếng và ai cũng có thể hiểu nhau. Họ tự đắc tuyên bố: chúng ta hãy làm cho mình nổi tiếng và xây một thành phố và một cái tháp cao chạm tới trời. Họ đúc gạch và lấy nhựa đen làm hồ. Thấy họ hùa nhau thực hiện một kế hoạch ngông cuồng như thế, Thiên Chúa quyết định ngăn chặn họ. Người làm nhiễu ngôn ngữ khiến họ không thể hiểu nhau. Các thợ xây bắt đầu bi bô nói các thứ tiếng khác nhau, khiến họ không thể làm việc chung được nữa. Công trình phải bỏ dở và các nhóm phân tán đi khắp nơi trên mặt đất. Amen.